Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình ghé thăm ao ươm vèo giai đoạn đầu. Đây là cái ao tròn, diện tích 800 m², thả 300.000 con. Tôm này thả được 11 ngày. Nước ao tương đối tốt ha. Sạch. Trong sạch, màu hơi trà. Nói chung màu nước này rất là bền và rất là tốt cho cái giai đoạn ươm ban đầu như vậy. À, bây giờ chúng ta đi xem tôm thử như thế nào. Tôm 11 ngày cũng được đó chứ. Ruột đầy đủ nè. Cái ăn ruột là đầy đủ. Này nó hơi cũng hơi nhạy quá. Cái sức tố nó cũng còn hơi trắng trắng nè. Cái này tăng cái thằng silen lên cho nó một xíu nữa. Silen. Chứ ruột ruột tốt. Ruột dài quá chừng giờ, tốt quá nè. Tăng silen cho nó nhiều tí không? Đúng rồi, tăng silen lên cho giống như trộn thêm cho nó ăn cử nữa. Dạ. Còn nếu mà không thì còn không trộn ăn cử thì đánh nó bị cong này thấy không? Dạ. Này, đánh bơ phải không? Đánh bơ, mình đánh buổi sáng không rồi buổi chiều tối cũng được. Nó cong phải không? Dạ. Cái giai đoạn này là giai đoạn nó nhạy của môi trường lắm. Này, nó cong rồi. Mấy này công chứ còn 11 ngày về rồi điều quá, điều tôm điều. Bây giờ chúng ta vào trong chòi xem chủ ao mà xài những cái bộ sản phẩm như thế nào để tạo ra được cái gan ruột đẹp. Đây MKBO chuyên về nông to đường ruột, Paracet thảo dược điều trị gan và men tỏi này ủ, từ ủ lấy chay lấy nước mà cho ăn. Cái men tỏi thì chỉ cho ăn một ngày một cử, từ tối. Những cái này là cho ăn 5 ml trên một cái thức ăn. Đây là silen. Silen này đánh để mà nó trị cái cống thần độc cơ, lại trộn cho ăn nó giảm stress môi trường thay vì cái C. Đây là bộ ba vi sinh mà chủ ao đã xài. Men MK07 và Bio Bắc để tạo ra một cái màu nước trong sạch và màu trà đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các anh chị và các bạn thấy video này hay, hãy chia sẻ, đăng ký và ủng hộ kênh Công ty Minh Khang. Nhớ bấm vào nút chuông thông báo để nhận được video sớm nhất khi Công ty Minh Khang đăng video mới. Còn trong quá trình nuôi, các anh chị có thắc mắc gì, vui lòng comment bên dưới video hoặc liên hệ vào hotline 0985 029 029. Xin cảm ơn.